Kính thưa quý vị, MC Hoàng Đức Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị ngôi nhà thật là xinh xắn, đầm ấm và tràn ngập hạnh phúc của một trong những cặp đôi showbiz Việt. Đó chính là chị Ngân Quỳnh và anh Văn Trung. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẵn sàng để gõ cửa nhà của ngôi sao ngày hôm nay quý vị nha. Chắc chắn là cái chuông chắc không có cái này đâu ha. Gõ cửa, cửa sắt gõ như trong cái nghe không á. Cứ gõ như này không biết chừng nào mới nghe. Theo cái quy luật của vũ trụ mang tính logic thì nếu như có người ở trong nhà thì khóa sẽ nằm ở trong, còn nếu như khóa nằm ở ngoài thì nhà không có ai hết. Chà, không sao không sao, chắc tại mình lên sớm quá mà. Chờ nằm trước nhà mình vậy. Trời đất ơi, Hoàng rapper. Trời ơi, sao ngủ đây vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Ủa, chị Quỳnh, em hẹn chị mấy giờ mà sao tới sớm dữ vậy? Đâu, em đến đúng giờ mà. Nè, em hẹn 9 giờ nè đó, 9 giờ nè. Không có. Nè nè, tin nhắn rõ ràng em hẹn chị là 19 giờ. Trời đất ơi, đi sớm hơn ngươi 10 tiếng đồng hồ lận. Tin nhắn đâu? Đây nè, tin nhắn nè, Hoàng nè, em nhắn chị rõ ràng. Trời ơi. Thôi mở cửa cho thằng em vô nó. Trời ơi, cũng may là em gặp chị, chứ không thôi là chị đi công chuyện là em hết gặp rồi. Dạ lỗi em đúng không? Em đi sớm quá, em coi lộn thiếu số 1 thôi mà nó đi xa quá. Trời ơi. Đi xa quá. Cũng hên đó là em đến sớm chứ em đến trễ kỳ lắm ha. Rồi. Ủa, anh Trung. Ơi, xe mình mới sắm hả? Đẹp quá vậy. Đi uống cà phê mà đi xe này là tiện nhất. Nói chung là bây giờ nè, mình phải gọi là mình hưởng ứng theo phong trào coi như là làm sạch môi trường, bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường, không thải khí độc. Đó là mình dùng xe điện. Đúng rồi. Xe điện. Như vậy là mỗi lần mà chạy xô là anh chở chị bằng xe điện này luôn hả? Không dám. Không dám. Ừ, sao vậy? Chị nói em nghe, đi uống cà phê có mấy cây số thì mình đi được. Dạ. Nghe không? Dạ. Mà đi chạy xô phải mấy chục cây số. Dạ. Đó. Thì chẳng hạn đi từ đây lên Củ Chi đi. Đúng rồi. Đó. Mà đi giữa đường mà nó hết điện cái nè nha. Không lẽ giờ chị Quỳnh ngồi sao cái tự nhiên ôm bình điện này. Cái mở cửa. Thôi để em dắt xe vô cho. À được rồi. Quang, uống nước đi cưng. Cảm ơn chị. Dạ, anh chị tự nhiên nha. Bữa nay tranh thủ qua anh chị có khi đến sớm lại là một cái duyên để lát nữa em được dùng cơm. Đói quá. Trời ơi, bữa nay là chị nấu cơm hơi bị đỉnh nha, nó ngon lắm đó. Đã. Ủa anh ơi, nhà mình nay tới hù vậy? Tối hả? Em tới sáng mà. Không, chị thấy tối lắm á. Mở đèn lên đi anh. Đèn gì? Chị. Hả? Em nghĩ là do cái lăng kính cuộc sống của mình á. Trời ơi, chị quên. Dạ. Đeo kiến. Đó, mang tượng ngoài vô luôn. Trời ơi. Đèn gì chị thấy tới hù. Đó, ngôi nhà xinh đẹp của mình vẫn sáng sủa mà. Ủa, mà chị, anh chị có thói quen là đi cà phê sáng mỗi khi rảnh rỗi đúng không ạ? Đúng rồi. Mà không nhận mỗi lần chị đi cà phê là chị phải lộng lẫy đẹp đẽ gì đúng không? Đúng rồi, mỗi lần đi uống cà phê là chị phải đầu tư nhan sắc dữ lắm. Dạ. Tôi ra ngoài đường tôi nói trời, Ngân Quỳnh ở trên màn hình thấy một trời cũng chỉ là một vực. Dạ. Đó. Cho nên sáng chịu khó chị gắn lông mi từ lúc 5 giờ sáng. Đi đâu là cũng có anh Trung làm vệ sĩ theo, rồi xách theo chiếc xế cưng nữa. Xế cưng. Dạ. Ngôi nhà này gắn bó với anh chị được bao lâu rồi ạ?
chị mới về đây cũng phải gần 2 năm rồi. Ủa, hồi trước là anh chị ở quận mấy? Chị ở quận 8. Ở quận 8, ừ. Giờ mình chuyển qua bên quận 12. Đúng rồi, trước năm mà chị ở nhà ngay quận 8 á. Dạ. Không có cái phòng để mà chị chất những cái đồ mà trang phục của chị. Đúng rồi, đối với chị là trang phục đầu là quan trọng nhất. Dạ. Có những bộ đồ nghèo, khổ này nọ hả. Dạ. Chị quay một lần rồi chị cũng không dám bỏ. À. Tại vì mình cất đó. Tận dụng lần sau. Đúng rồi, tại vì những cái đồ sang á thì khán giả ta dễ nhớ. Dạ. Có nghĩa là, ủa cô này mặc cái bộ đồ phim vừa rồi, mặc dạ, rồi. Dạ. Bắt buộc là mình phải đổi. Dạ. Nhưng cái đồ nghèo thì á, phim nào mình mặc cái đồ nghèo cũng được. Ồ, cho nên là dạ, chị cứ cất đó ha. Nói chung là từ tóc giả cho đến cái gì là chị phải có cái kho riêng của chị. Dạ. Thì ở cái nhà này là chị có cái phòng riêng. Phòng riêng. Nó tạo cho mình một cái sự thoải mái để mình làm nghề nó dễ dàng hơn. Hay quá. Chị thì có phòng riêng, thì anh có cái khu vực riêng để anh có bộ sưu tập riêng của anh. Về giày không anh? Lúc này nhớ à, em nhớ sở thích của anh là sưu tập giày mà. Lúc này già rồi không sắm giày nữa. Không sắm giày nữa. Anh chuyển qua môn nào rồi? Đồng hồ. Gọn anh? Đồ gọn. Dạ gọn gọn. Nhưng mà ít mang lắm. Năm vừa rồi bị trợ có vấn đề về sức khỏe. Dạ. Nên anh ở nhà nhiều. À. Và năm nay mà mới khỏe lại mới đi với chị lại. À, ừ. Chị cũng không giấu gì, năm ngoái là anh Trung có một cái vấn đề trục trặc về sức khỏe. Ồ. Cả anh chị đều bị luôn. Nhưng dạ, mà chị thì cũng nói chung là nhẹ, mình cũng khắc phục được. Dạ. Nhưng mà anh thì tương đối cũng nặng đó. Nhưng mà bây giờ anh linh hoạt được rồi chị cũng vui rồi. Ồ. Năm ngoái thì anh Trung hơi bị chậm chạp về vấn đề ngôn ngữ. Dạ. Với lại cái tinh thần nó hơi bị mệt. Dạ. Là anh cũng rối loạn tiền đình á, cũng dạ, nặng á. Dạ. Cho nên là cái việc mà đưa đón chị đi làm á, cực quá. Đúng rồi, chị cũng nhờ tài xế để chở chị đi. Dạ. Đó, để mình đi diễn ra để cho anh nghỉ ngơi. Nói chung là cái gì chị cũng giỏi, nhưng mà cái riêng cái khoản lái xe chị dở vô cùng. Chị đang lái xe ngoài đường mà chị nghe còi ở sau tim một cái là chị giật mình. Mình dạ. Chị loạng choạng tay lái. Có dạ, lần chị rụn lên trên lề. Ôi. Chị rồ gan cái chị lên tới 3 bậc thang nhà người ta luôn. Và bây giờ anh thấy trong người sao rồi? Nó đỡ nhiều lắm. Bây dạ, giờ khỏe rồi. Cũng đồng hành một vài việc với chị. Dạ, sức khỏe là quan trọng nhất. Sự động viên của chị Quỳnh cũng giúp cho anh cũng thấy lạc quan hơn thì mới mau hết bệnh đó. Với là có niềm vui là năm ngoái á, đứa dạ, con á ở dạ, Úc nó về thăm 12 năm rồi, bây giờ nó về thăm đó. Dạ, là sau 12 năm là về Việt đúng Nam rồi, thăm ba rồi, mẹ. Tại vì bạn vừa lo học vừa làm song song luôn. Rất là chăm. Đúng rồi, thành ra là bạn không có thời gian về. Còn chị thì lại hai ba lần chị làm hồ sơ mà nó giống như là cái số sao khiến cho mẹ con gia đình cách trở vậy. Dạ. Đó, khi mà chị là làm được hồ sơ rồi thì lại bị dịch. Ồ. 2-3 năm đó coi như mình không có đi được luôn. Dạ. Năm 2023. Dạ. Thì con chị nó cũng công việc nó cũng đã ổn, con chị nó mới về thăm chị được. Dạ. Cái cảm giác với bữa cơm đoàn viên và được ăn cơm cùng với con mình sau 12 năm xa cách như thế nào chị? Không phải bữa cơm đâu nha. Dạ. Trên cái con đường đi mà từ đây tới sân bay đó, anh chị đã bồn chồn rồi. Rồi khi bước vô trong cái cửa ga để mà đón con chị đó. Dạ. Vừa thấy ảnh một cái nha, là tay chân chị rụng rồi. Ừ. Là nó giống như là cách đây 12 năm trước. Dạ. Là chị đưa con chị đi học vậy, khi mà nó bước chân vô cái phòng cách ly á.
về. Dạ. Gà về, nhưng mà nói chung là tuy đằng cơm không phải do chị nấu, mua con gà về ăn nhưng mà nó hạnh phúc, dạ, vui lắm. Đó là cái giá trị của bữa cơm gia đình đó chị ha. Anh Trung có chia sẻ với con trai mình đó là sau này chọn vợ á, là con phải chọn cái cô nào mà giống như mẹ không? Hay là có một cái tiêu chuẩn nào khác nữa không? Nó nói trước rồi, nó nói giống mẹ mà, à, trước xưa đó. Nói chứ con thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Dạ. Nhìn nói câu mà chị thiệt á, chị vừa lòng ghê. Sao ạ? Giống mẹ là được rồi. Giống mẹ là được. Ủa sao vậy con? Mẹ thấy tính con hiền mà, bạn hiền giống con chứ. Thôi, vợ mà có cá tính chút nó vui hơn. À, sôi động lên. À, sôi động lên. Quá dễ thương luôn. Đối với chị, con của chị là trên hết. Là vì á, từ hồi nhỏ chị đã sống trong cái môi trường nghệ thuật cải lương. Chị đi trong đoàn thì hầu như là tất cả các cô chú ngày xưa là ở trong đoàn cũng nhiều cặp vợ chồng, gọi là mấy chục gia đình nằm ở trong đó. Gia đình xảy ra chuyện này, gia đình xảy ra chuyện kia, từ hồi nhỏ chị đã cảm nhận. Nếu mà cha mẹ không có làm gương cho con cái, cha mẹ không sống tốt, ảnh hưởng tới con cái rất là nhiều. Dạ vâng. Cho nên đối với anh chị, anh cũng vậy nè, đôi khi không phải riêng một mình chị mà phiền anh không, anh cũng có phiền chị. Nhưng mà hai vợ chồng sắp xếp được, ví dụ như gây lộn những lúc mà con nó đi học, mà khi con nó về thì mình ráng cố gắng. Cũng có vài lúc con nó biết được, nó nói một câu chị nghe chị giật mình vậy nè, chị nó giỡn với nó thôi. À, nếu như trường hợp ba mẹ mà có vấn đề gì là con theo ba hay theo mẹ? Dạ. Nó ngồi buồn, dĩ nhiên theo mẹ rồi. Theo mẹ thì mẹ phải lo lắng cho con nhiều hơn thôi. Nhưng mà nha, trường hợp mẹ mà phản bội ba là con sẽ đi theo ba đó nha. Ghê chưa? Xác định rõ luôn. Anh nói một câu đó là thôi rồi, chị nói thôi rồi, cái con đường phản bội là không bao giờ có trong đầu mình rồi. Dạ. Dứt khoát làm sao để mà hai vợ chồng nếu mà có cái chuyện gì mà nó không có vui á thì mình góp ý với nhau. Người ta nói là suy đi nghĩ lại. Giống như em thấy cái boomerang mà người ta quăng lên vậy này, nó phải ngược trở lại. Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Đôi khi mình tức giận mình tuôn ra những lời không hay, nhưng mà suy nghĩ lại là trong đó mình cũng có lỗi trong đó nữa. Thì mình sẽ cân bằng trong cuộc sống của mình, cả nghề nghiệp, cả đời sống vợ chồng, bạn bè cũng vậy. Quá hay luôn. Đôi khi mình phải nghĩ cái tôi và cái bản ngã của mình á, nó bớt đi một chút. Mình giữ làm sao để vợ chồng gắn kết với nhau, để mà con cái nó được hạnh phúc. Đó là bí quyết mà không chỉ trong gia đình chị hạnh phúc, mà trong nghệ thuật cùng với các đồng nghiệp và các hậu bối nữa, chị luôn được mọi người yêu thương. Chị cũng trải qua nhiều cái thăng trầm lắm. Trong cuộc đời của anh chị, kỷ niệm nhất là tụi chị khăn gói từ ngoài Huế, vợ chồng con cái vô thành phố Hồ Chí Minh để mà tạo nên cuộc sống mới. Dạng sự khởi đầu nan, mình vô thành phố đã hơi cực một tí, chạy show hơi cực một chút. Nhưng có lẽ là nó sẽ có dư ra được để mà mình tạo tương lai sau này, tương lai cho cả hai vợ chồng cũng như là con chị. Mà chị đi show ghê lắm. Trời ơi, hát ngay cuồng nhất. Một tối là 7 điểm. 7 điểm luôn. 9 điểm. 9 điểm nữa. Một điểm là 3 bài. Có Vũ Trường là 4 bài. Thương nhất một điều là anh bị cảm hoài là vậy nè, anh mặc cái áo mưa em biết không? Trời, mưa mưa khủng khiếp. Chị ở phía sau thì chị còn trùm được cái áo mưa, còn anh á là mưa mà nó ướt, nó chảy xuống như này nha. Là nguyên bộ đồ của anh là ướt nhẹp luôn. Chiếc xe rim còn còn để kỷ niệm. Kỷ niệm trong đó, đó, chiếc đó. Rồi nó quá chừng dễ thương. Bị người ta hiểu lầm là xe ôm hoài à. Anh chở em đi xe ôm, uống mấy xe ôm. Là ngồi dưới chờ chị. Ngồi chờ đó. Trời, xe ôm phong độ quá chừng. Xe ôm mà rất là đẹp trai. Mà lúc xưa mà thương. Bây giờ tụi anh còn quý chứ riêng. Nó giúp nuôi mình thời gian. Em phải rất là nể với tay lái lụa của anh. Anh giúp cho chị đến điểm đó. Diễn. Em tưởng tượng là chị chạy vô trong cái chỗ điểm hát đâu được. Anh phải đứng ngoài á. Đường đồng khởi. Đường đồng khởi là chị phải săn cái áo chị lên. Rồi, chị cột cái áo sa rê đó em. Mà nó thành lúc đó thành cái đầm ngắn luôn. Tại vì chị cột lên thắt cái nơ vậy nè để chạy. Là lúc đó chị có đem theo đôi dép làm. Dép làm nữa. Chị đem theo cái bọc xốp. Chị bỏ đôi guốc một tấc của chị vô trong đó. Chị mang đôi dép làm chị chạy. Chạy đầu chạy như marathon vậy đó. Chạy trên lề. Mà lúc không biết mắc cỡ là gì hết trơn em. Em tưởng tượng là lúc đó người dân bình thường ngoài đâu có make up đậm như mình. Mình lông lông mi là dài vậy nè, mắt kim tuyến không đó, mà tóc lúc đó hả làm là sững sững như vậy nè. Xong chị xách cái đầm, cầm cái đôi guốc
vừa chạy nen mà chạy lon lên, ai cũng giật mình rồi, tưởng Halloween chứ. Đó là cái khoảng mà anh chị rất là kỷ niệm. Khi nghe chị Ngân Quỳnh cùng với anh Trung kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm ngày xưa thì chắc chắn quý vị khán giả sẽ càng trân quý hơn nữa. Và đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ ngày nay, nếu như các bạn có gặp những khó khăn khi chúng ta vượt qua những thử thách với những đam mê về nghệ thuật, hãy lắng nghe, hãy noi gương theo chị Ngân Quỳnh đây. Đã có lúc chị cũng muốn gọi là mình cũng nản á. Đúng rồi, mình cũng muốn bỏ cuộc. Mặc dầu chị rất yêu cái nghề của mình, nhưng mà chị muốn ra mở một cái quán bún nào đó. Để gọi là mình hơi cực một chút xíu về thể xác, nhưng mà về tinh thần của mình nó khỏe, nó không có suy nghĩ, nó không có buồn. Đủ thứ áp lực. Ngoài cái áp lực là ví dụ đêm đó mình hát không hay, khán giả chê, hoặc là mình như thế nào đó. Cái thứ hai nữa là mình không bằng bạn bè, không bằng những người trong gia đình của mình. Cái điều đó không phải mình ganh tị, mà đó là mình chạnh lòng. Mình chạnh lòng. Tuổi thân lắm chị. Đúng rồi, tuổi thân có nghĩa là mình cũng là làm nghề như người ta, tại sao mình không được thành đạt. Mình không được những cái gì theo ý muốn, mặc dù mình kiếm ra được tiền, cũng có mang lại cho mình của lợi nhuận cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ với cái lòng yêu nghề và có sẵn con xã chị kế bên để mà hỗ trợ cho chị về mọi mặt, chở cho chị đi hát nè, ủng hộ về tinh thần của chị, đó là cái điều chị quý nhất. Lời ca cái lương cho đời những niềm yêu thương, đàn ngân sáo câu nao lòng nhớ về quê hương, đèn soi bóng đêm mơ quy quang, cái lương cho lời ca trót mang để rồi đêm đêm hát câu hoài lang khóc thương hồ. Em có một cái may mắn được gặp gỡ trực tiếp, được làm việc và được học hỏi đến từ cả bốn người chị của em luôn: chị Thanh Hằng, chị Ngân Quỳnh, chị Thanh Ngân và chị Thanh Ngọc. Người chị nào cũng thành danh, người chị nào cũng có những cái kinh nghiệm hay để truyền đạt cho hậu bối. Đúng rồi, chị cũng giống em, chị rất may mắn là ngay tại nhà chị học từ chị Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng là một người trải đời trải nghề rất nhiều. Cái sự nổi tiếng của chị Thanh Hằng không phải là chuyện đương nhiên sanh ra từ vạch đích. Nhiều cái gian khổ lắm. Mà chị của chị là một người phụ nữ rất là thông minh, rất là yêu nghề. Hai cái yếu tố nó cộng lên là chị Thanh Hằng mới là một người nổi tiếng. Chứ không có một cái sự chuẩn bị, một cái sự hỗ trợ nào hết. Nói như gia đình của chị rất là nghèo. Trước đó là ngoại chị giàu lắm, nhưng khi bà ngoại chị qua đời rồi thì là mọi sự thì gia đình anh chị em mà là gọi là thân giả nhất phận. Thì mỗi một người đều có một hoàn cảnh khác nhau hết. Thì mẹ chị là một trong những nghệ sĩ lang bạc khắp nơi. Cái mà để tụi chị học hỏi mẹ chị đó là cái lòng yêu nghề. Còn về cái quyết định để làm nên một cái nghề ngôi sao đó là cái chịu khó. Từ chị Thanh Hằng, Thanh Ngân cũng vậy. Chị học hỏi từ hai người, người chị và người em. Chị học hỏi từ hai người đó thì mới có chị ngày hôm nay. Vậy thì những dịp nào thì các chị em sẽ tụ họp lại với nhau và có những hoạt động vui chơi giải trí gì không chị? Cô em của chị là Thanh Ngân. Cô em cũng bận việc nhiều lắm, nhưng mà cô hay lắm, cô tính toán là sẽ làm ra một cái, tụi chị làm được 3-4 cái MV rồi. Cái MV đầu tiên là Nhớ Ngoại Thương Mẹ. Là để nhớ ơn tổ, tại vì bà ngoại chị là cũng là bên ngành cải lương. Bà ngoại chị là thế hệ đầu tiên, mẹ chị thế hệ thứ hai, là tụi chị là thế hệ thứ ba. Là Nhớ Ngoại Thương Mẹ là để nhớ lại cái công lao, đền đáp công lao của bà ngoại với mẹ. Rồi cái MV thứ hai là Lý Mẹ Cha. MV thứ ba của tụi chị là Thương Hoài Hai Tiếng Cải Lương. MV thứ tư là Thương Nhớ Miền Tây. Là mấy chị em là tập trung về với miền Tây 3 ngày. Dễ thương. Đó, đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, nói chung là đi hết các tỉnh. Đó, lấy hết cái tỉnh đó là cái ý tưởng của Thanh Ngân. Thanh Ngân là một cô em Út, nhưng thực sự là Thanh Ngân rất là tài giỏi luôn á. Sáng tạo luôn. Sáng tạo lắm. Trời ơi, cái ý sáng tạo cô ấy phải gọi là vượt bậc á. Cô ấy đặt hàng của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Rồi sau đó là tự đặt lời. Đặt lời rồi ý tưởng làm MV là cô ấy, một mình cô ấy hết. Để chi? Tập trung mấy chị em lại. Tập trung ăn uống rồi là tâm sự. Đó, nhất là tụi chị ở khách sạn là tối chị em tập trung xuống với một cái phòng. Ngay khách sạn để mà kể chuyện đời xưa này nọ, kể chuyện lúc nhỏ này nọ,
Rồi chị Thanh Hằng là cái người mà may phục trang cho tụi chị. Dạ. Có chị Thanh Hằng nói MV này để tao bỏ tiền tao làm phục trang cho. Ghê. Tụi mày mặc cái gì? Tại vì trong nhà là phục trang là chị hai là cái người là phải gọi là cái ốc thẩm mỹ nè. Đúng rồi. Dạ. Áo bà ba cho tới áo dài là chị hai bỏ tiền ra hết. Dạ. Và tới cái buổi cuối cùng để mà bao ăn gỏi gà cháo gà đó là chị Tư. Chị Tư rành về ẩm thực nè. Rành về ẩm thực là bao mọi người ăn cái cháo gà là buổi cuối cùng. À, là chị Năm cũng vậy, là chị Năm là cái người lo cà phê cà pháo. Dạ. Ngồi ở trên ghe hoặc bất cứ đâu là uống gì. Ồ. Là ekip là trong chị trong đây uống gì là để chị Năm lo rất là chu đáo phần luôn chị Năm. Dạ. Rồi phần quay MV là tất tần tật mọi chuyện là lớn lao nhất, đầu tư đó. Lớn đó, chuyên môn đó. Đầu tư một cái MV lớn đó. Dạ. Là nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Dạ. Đó là muốn chị em để có dịp gặp nhau là những lúc là làm MV. Dạ. Chứ còn ai cũng có công việc hết trơn á. Dạ. Muốn gặp nhau hơi bị khó. Dạ. Con chắp tay nguyện cầu trời cao sáng soi nhiệm màu, từng nẻo đời đã qua con có mẹ rồi được có cha, từng đêm con vẫn luôn nguyện cầu được thấy cha vẫn luôn bên mẹ sống lâu, và con vẫn luôn mong rằng mình được bên nhau mãi luôn cha mẹ ơi, vì con vẫn chưa đáp đền dọc ngang hừng sáng đêm thâu, lo lắng nuôi con một đời để rồi ngày sau nhìn tóc pha sương bạc, mẹ tôi bao năm tháng vì con đành quên bao thuở vàng son, nuôi lớn cho đời con thương nay không có hội chị em đông đủ để chơi trò chơi. Anh chị cho em xin phép là được chơi trò chơi với anh chị nghe. Ừ, chơi cho tinh thần nó sảng khoái, nó vui vẻ lên. Đúng rồi. Dạ. Đó. Nào, chúng ta cùng chơi thưa quý vị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao. Và bây giờ sẽ là một trò chơi được mang tên Sát Hạch Âm Nhạc. Trời ơi. Nghe giống như thì lấy một lái đúng vận lái lái. Sát Hạch Âm Nhạc. Dạ. Chúng tôi đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái đề. Mà người trình bày là một ca sĩ rất nổi tiếng của thế giới. Người nước ngoài. Người nước ngoài. Tên là Google. Tên là Google. Ca sĩ Google sẽ hát cho anh chị nghe. Và anh chị sẽ phải ráng xem là hát cái tên gì. Trời ơi chị Google này. Tôi sợ chị lắm rồi đó. Đưa đi lạc đường gì hiếu của ai vậy. Đúng rồi đó. Quèo trái, quèo trái. Chuẩn bị bài đầu tiên. Ráng nha, có gì anh hỗ trợ chị nha. Con tim bộ rồi anh còn nợ em. Bác con nợ em cực tình đã lỡ. Cực tình đã lỡ anh còn nợ em. Anh còn nợ em công viên gây đá. Công viên gây đá là đưa chịu em. Công viên gây đá nữa. Bác con nợ bà gì, bà gì? Anh còn nợ em công viên gây đá. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ. Cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Nó đó, nó đúng. Mà bà hát tên là anh còn nợ em. Chính xác. Tại vì em biết sao chị biết không? Chị đi nghe chữ ghế đá trong đó. Đó. Mở mở lại chị nghe coi. Trời công nhận. Thì cái giọng chị Google thì độc đáo. Con tim bộ rồi anh còn nợ em. Đó. Con nợ em có tình cảm à? Có tình cảm đâu anh còn nợ em. Anh còn nợ em không biết gì cả. Không biết gì cả mà đưa chịu em. Và còn nợ em rồi chưa biết cụ. Anh còn nợ em ghế ghế đá. Nó đó. Trời đất ơi. Nếu mà không có chữ công viên ghế đá chị không biết được cái bài này anh còn nợ em luôn. Nó lẻm lẻm thiệt á. Giọng hát mà không xài autotune được luôn quý vị à. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài thứ hai.
Người đẹp Giáng sinh Heidi anh đang gặp trang hạnh phúc. Bên em vững lên phúc xuân sáng người. Người con gái Việt bản chất áo dài, đẹp khắp bốn phương, vượt nét Á Đông. Á Đông. Chiếc áo dài người Á Đông. Đó. Em trong mắt anh. Chưa chính xác lắm. Cái gì nè, tự nhiên cái tưởng em gì? Trong mắt gì? Em trong mắt tôi. Chính xác, em trong mắt tôi. Chị nghe cái bài này, cái vụ áo dài Á Đông có một lần đi. Giống như hoa kia bên thềm, ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt ánh lên bao dạng đời người phương đông. Rồi tên bài gì nữa? Bài tới nữa nè, bài thứ ba. Từ lúc em đi trong rượu cây me nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, bão tố triền miên ngày em về nhà đó. Dạ em. Buồn hát buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Trời. Có úa của nhạc sĩ Lam Phương. Trời ơi, xuất sắc, chính xác luôn, giỏi quá quý vị ơi. Từ lúc em đi trong rượu cây men nồng, màu trắng khăn tan trong căn phòng cô đơn, bão tố triền miên ngày em về nhà đó. Dạ. Một người đàn ông biết hát mà không có thuộc lời. Hai anh em giống nhau, hai anh em giống nhau. Em không bao giờ thuộc lời, thậm chí bài em sáng tác mấy không thuộc mấy lời. Bài thứ tư. Hãy du nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi trên gành dưới bãi, hãy yêu nhau đi gạch đá 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 đá. Vui ha. Dạ. Bài hát tên Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quá xuất sắc, rất chính xác. Mời được cái ca sĩ nó nói chuyện. Hay quá. Rồi, mình thêm bài nữa. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặc đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê ông người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đi cà phê. Anh đâu có gì mà giờ em ghen. Đó. Rồi cái bài này quen lắm mà chị quên tựa rồi. Ô chừng lộn cái bài em gái bán cà phê nha. Không. Anh đi cà phê. Cái bài này là mà chị nhớ là chị nghe một lần Cẩm Ly với Quốc Đại hát. Dạ dạ. Mà chị quên tựa rồi. Có chữ cà phê đó. Mà cà phê này, chả lẽ cà phê Thanh Thủy. Không ấy, cà phê Take Away. Cà phê miệt vườn. À dạ. Yeah. Đó, chị nói chị cũng có nghe Quốc Đại Cẩm Ly hát bài này dễ mà. Dễ thương lắm. Cà phê miệt vườn. Là cái ghen đều. Ủa anh có hay đi cà phê miệt vườn một mình không? Không có, có không? Không lẽ người ta nói có? Ờ, mấy có. Con mắt muốn liếc sang người phụ nữ khác nên nhiều thấy một cọp cái đứng kế bên. Thấy một cọp cái đứng kế bên. Liếc không cọp cái. Nhưng mình biết xinh đẹp mình cũng phải. Đúng rồi. Ờ, nước quá thầy. Em nghe hoài. Bữa nay nha. Số này phải cho vợ em coi mới được. Bài tiếp theo. Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn, đèn phố nghe mưa tủi hờn. Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Đèn phố nghe mưa tủi buồn, nghe trời gió lộng mà thương. Bài tên là? Biển nhớ. Chính xác. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi buồn. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tiếng sang. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Nửa bóng xuân qua gọi buồn, nghe trời gió lộng mà thương. Lâu quá rồi không làm ca sĩ cho nên quên đời. Dạ dạ. Bài Biển nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuyệt vời, em cũng thích bài này lắm luôn á. Ngày xưa em nghe anh Quang Dũng hát mà mê. Trời ơi, đúng tim ha. Dạ. Đôi ta như bước lên đỉnh sầu, mà đời luôn cao ngất thương đau. Đôi ta như bước lên đỉnh sầu, mà đời luôn cao ngất thương đau. Bao năm ân ái chưa đượm màu, toàn là cay đắng giết thương yêu. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cũng cạn. Bài này là Buồn của nhạc sĩ Y Vân. Chính xác luôn, trời ơi. Quá buồn quá, anh Trung ơi. Tại sao đàn ông mà không được nhìn người đẹp khi đã có vợ rồi? Buồn quá anh Trung ơi. Vậy? Buồn khi nhìn người đẹp khi đã có vợ kế bên. Chị nghe nói không? Em đó nha, thiệt á. Nhớ câu này nha. Nhớ mà. Chị gỡ vợ cho vợ em. Chung lắm. Tiếp nè. Em chấp luôn, em xin tiết lộ bài tiếp theo cũng buồn luôn. Cũng buồn luôn. Ru em nồng nàn, trời còn là mây, mây trôi lang thang. Đó.
Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang. Từng ngón tay buồn em mang nem mang. Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai? Đóa hoa hồng vùi quên trên tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài. Ngàn năm, ru em nồng nàn, ru em nồng nàn. Tuổi đã buồn. Trời, chính xác. Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Yeah, chúc mừng chị. Như vậy là 100% đề này chị đã đoán chính xác tên bài hát hết. Quá giỏi. À, như vậy để thưởng chị sẽ có một phần quà dành cho chị nghe. Và bây giờ sẽ là một phần quà dành tặng cho chị Ngân Quỳnh cùng với anh Trung ạ. Cảm ơn em. Với một trò chơi chị vượt qua một cách xuất sắc, đơn giản luôn. Đúng thời trường của chị. Đây, một trong những món quà liên quan tới bếp. Thì bếp cũng chính là một trong những mảng, những lĩnh vực mà cũng là sở trường của chị luôn. Chị nấu ăn rất là ngon, trình bày rất là đẹp. Bên cạnh đó là tận dụng khoảng đó để dạo gần đây là chị phát triển ra thành những nội dung trên mạng xã hội nữa. Đúng rồi. Kính chào quý vị khán giả. Lâu lâu là Ngân Quỳnh rất là thích ăn chay. Vì sao? Mình ăn quá nhiều đồ mặn thì cơ thể của mình là nó mệt mỏi nè. Nó khó chịu lắm, cho nên Quỳnh nấu chay. Hôm nay thì Ngân Quỳnh sẽ nấu món cơm hấp lá sen chay và cái món là kho quẹt chay ăn kèm với lại rau củ hấp. Bây giờ mọi người hãy cùng Ngân Quỳnh nấu ăn nha. Ngày xưa là chị cũng đã nói là chị thích cái môn nấu ăn nhất. Dạ. Tuy nó hơi cực nhưng mà nó chính là một cái giải trí của chị. Những lúc chị stress chị vào chị nấu ăn. Dạ. Thì bây giờ chị cũng muốn truyền cái thông điệp nấu ăn đến cho các bạn trẻ, các bạn phụ nữ cũng như là các bạn trẻ sau này không biết nấu ăn thì học từ chị, không chẳng những nữ mà còn nam nữa. Yeah. Học để cho con mình có một cái kỹ năng mà chỉ cần là một hai cái món gì nằm trong tủ lạnh thì mình có thể mình lôi ra mình chế biến mình nấu. Yeah. Thì nhiều khi mình không ra tiệm được rồi. Yeah. Những lúc nửa khuya mình đói bụng mình xuống mình nấu ăn. Yeah. Chẳng những mình lo cho bản thân mà mình còn lo được cho gia đình của mình nữa. Quá hay luôn. Xin mời mọi người hãy bấm theo dõi video clip mà chị Ngân Quỳnh thực hiện anh chị nha. Dạ, còn bên cạnh đó là những vai diễn của chị, đặc biệt là những vai như là vai mẹ nè, vai những người lớn, hình như vai ngoại luôn. Gần đây chị có nhận cái vai bà nội. Bà nội đó, à, bà nội. Bà nội phải đội một cái đầu tóc giả mà bạc đó. Dạ. Đó, tại vì theo lời yêu cầu của đạo diễn là bà nội phải nói tiếng Huế. Đó, bà nội mà phải nói tiếng Huế. Tiếng trực tiếp luôn em. Tuy rằng ông xã chị là người Huế thiệt nhưng mà chị ít khi nào chị nói tiếng Huế lắm. Chị lâu lâu là nói nhại thôi, ổng vài câu thôi. Chứ sao chị học được? Thì học từ anh. Thì chị đem cuốn kịch bản về cho nó, ví dụ như là hôm ní là mẹ bí rắn giờ này vẫn chưa về, phụ nữ là phải lo việc bếp núc ở trong nhà, rắn mà cứ lên lóng nhóng ngoài đường ngoài rửa. Thì chị nói cái tiếng Huế là đôi khi là những cái dấu quyền dấu sắc này nọ. Yeah. Mà mình nói có nhiều người nhái tiếng Huế mà nhái không ra, thì ông xã chị là cái người tư vấn cho chị về vấn đề tiếng Huế. Yeah. Là nhấn nhá là như thế nào như nào. Vậy mà chị? Cái vai của chị là vai bà nội. Vậy hay là mắng con dâu. Đúng. Yeah. Rồi là mắng con dâu rồi nói chung là xanh xứa đó. Dạ. Gọi là người Huế gọi là xanh xứa. Hãy tưởng tượng em là đứa con dâu đó. Chị chửi đi. Rắn mà giờ này vẫn chưa về nấu cơm nữa, đang ba con giải trí múa càng ngày cứ lóng nhóng ngoài đường, không có lo việc trong nhà trong cửa, rửa là làm sao mà hạnh phúc được đó. Khóc chịu đại chiêu tội thần khóc chiêu. Yeah. Nó mỏi hai cái quai hàm. Yeah. Trời ơi, đêm đó chị về chị tắt tiếng luôn chứ bộ. Yeah. Nhưng mà cái gì cũng vậy, chịu khó. Thì đạo diễn có nói vậy là chị Quỳnh, chị nhắm thấy là chị phát âm tiếng Huế được hay không. Yeah. Không được thì tụi em sẽ sửa lại là chị là người bà nội miền Nam. Yeah. Rồi hoặc là tụi em sẽ lồng tiếng. Mà lồng tiếng thì hơi cực. Tụi em phải đưa vô trong cái phòng lồng tiếng á, là phải canh khẩu hình cực lắm. Rất là cực. Đây cũng là một cái sự thử thách mới cho mình. Dạ. Và chị cũng đón nhận được một số khán giả người Huế ở ngay xứ Huế. Một bữa nọ thì có một cậu em điện vô nói, chị Quỳnh, chị có biết rằng á là ở Huế này người ta ghét chị nhiều không? Ồ vậy luôn hả? Răng rứa em, răng mà ghét chị. Ghét cái vai của chị. Dạ. Rắn mà ba gia Huế mà rắn khỏ rửa. Trời đất ơi. Dễ cái thương. Dữ liệu này chị đang nắm dữ lắm nha. Dạ. Chị nắm dữ lắm chị mới thực hiện được. Vậy là thành công rồi đó chị. Nó giống không? Mà chị nói ghét mà có giống không? Giống. Dễ. Giống về sờ, giống Mỹ ba gia mà khó tính ở Huế. Chúc mừng chị. Và thật sự ngày hôm nay là một buổi trò chuyện rất là vui tại ngôi nhà hạnh phúc của anh Trung và chị Ngân Quỳnh. Cảm ơn chị với những bài học kinh nghiệm ngày hôm nay đã chia sẻ cùng với em và quý vị khán giả.
chị cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn Hoàng, hôm nay Hoàng đã bỏ thời gian ra đây để mà trò chuyện cùng với anh chị. Ngủ nữa à. Ngủ trước cặp. Tại em lỗi sớm sáng. Thảm thê dễ sợ. Thấy thì có một nam rapper MC mà lại ngủ trước nhà một cách gọi là phất vượng. Thì lâu lâu có cảm giác trai lạ ngủ trước cửa chợ mình. Mình thấy cũng còn độ hot lắm á chị. Dạ, anh coi giữ gìn chị nha, bảo vệ chị nha. Dạ, Ngân Quỳnh cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Ngân Quỳnh ngồi đây trò chuyện cùng với lại Hoàng. Dạ. Cũng như là truyền tất cả những cái thông điệp, những cái kinh nghiệm sống của mình đối với các bạn trẻ, những cặp vợ chồng vừa mới bước vào hôn nhân đó, thì mình có cái gì thì mình chia sẻ cái đấy. Dạ. Để cho cuộc sống của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Dạ, cảm ơn chị. Anh Trung ơi, em mong anh sẽ luôn khỏe mạnh nha. Chứ những lúc mà anh gặp vấn đề về sức khỏe, chị Quỳnh chỉ lo là sức khỏe của anh, rồi lo về công việc nữa, không ai hỗ trợ chị. Mong anh lúc nào cũng lạc quan yêu đời như vậy nha. Cảm ơn em. Và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Gõ Cửa Nhà Sao được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Và bây giờ thì chị Ngân Quỳnh, An Văn Trung và Hà Đăng Bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Đây là mới cắt thì cứ xem là đáng rồi. Chưa. Đó tôi làm không được đâu. Nếu là không một cái xin lỗi vào. Cửa nhà cái máy này không có cửa nhà. Sao mà nó không vậy?